đừng bỏ em mà anh. Đừng xóa sạch ký ức tốt đẹp của chúng ta bằng những điều tồi tệ hơn nữa. Anh mới nhận ra vấn đề và hãy chấp nhận sự thật. Anh và em không thể quay lại với nhau được nữa. Thay vì săn đuổi anh, em nên để dành thời gian theo đuổi một người con trai khác sẽ tốt hơn cho em. Không, em không yêu ai nữa hết. Anh đừng bỏ em mà. Hãy quay lại với em đi Võ Hiếu. Thôi, Ninh, không có khóc. Không được khóc, mạnh mẽ lên nè. Anh đi trước nha. Tại anh có hẹn ban công việc chú Quý ở nhà. Em nhớ bảo trọng. Em xin anh mà. Giữ gìn sức khỏe. Em xin anh mà anh Võ Hiếu. Anh dắt xe về cho. Tôi không cần. Anh tránh ra đi. Thôi vậy để anh dắt xe về cho. Có chuyện gì? Tụi bay làm gì ạ? Có chuyện gì thì chuyện này cũng không hề liên quan tới mày, nghe không? Mày khốn mô thì mày biết khỏi đây, biết. Ở đây là đất công cộng nha. Vì nhà mày có giàu cỡ nào á thì cũng không mua đứt được có đoạn đường này đâu. Tụi bay có ngon thì nói lý lẽ với nhau đi. Đừng có đụng ta đụng chứ. Hàng lắm á. Thôi anh về đi. Anh gây chuyện với họ chi vậy? Thì về. Tôi về chung với Trúc Trà nha. Xe tôi bị xì vỏ rồi. Ủa sao Trúc Trà không nghe? Dạ em nghe nè. Em hả? Trời, em làm anh lo quá. Sao không nghe máy của anh? Dạ không có gì. Em đang đâu vậy? Em đang ở ngoài đường. Lát em gọi lại cho anh sau nha. Alo. Ai gọi cho em mà em nói chuyện ngọt ngào quá vậy? Thằng khốn đó đúng không? Anh không có quyền gì để hỏi tôi câu đó hết á. Thằng khốn đó là thằng nào vậy? Không được rồi. Ý tôi nói là cái thằng khốn đó là thằng nào mà hai người căng thẳng bây giờ? Chuyện này không liên quan tới mày. Trúc Trà. Hay là Trúc Trà về trước đi. Chút xíu tôi dắt xe Trúc Trà về cho. Không đi đâu hết. Giữ xe lại tao. Anh tránh ra đi. Mày cho thằng hung hãn đó. Anh hỏi tao mẹ của nó. Mày đặt lập anh hùng của mỹ nhân hả mày? Tụi bay quên tao mát ba bác ba nè. Cái gì? Mày mát bác ba hả? Mày hùng cao hả? Hả? Tao không hù đâu, tao mát thiệt á. Còn ổng có gả con gái cho người hay đánh nhau như tụi bay không? Mày giỏi lắm. Hôm nay tao tạm tha cho mày. Lần sau mà mày còn chỏ mũi với chuyện của tao với Trúc Trà là tao giết mày đó. Đi về. Tao cho mày. Chiều nay có chuyện gì xảy ra với con vậy con? Dạ, không có gì. Tại vì xe con bị xì vỏ cho nên là con đi về trễ thôi. Lúc thằng được dắt xe con về, con định nói gì với ba? Ba thấy con ra hiệu cho nó. Chuyện gì vậy? Ba, tại vì con không muốn ba lo lắng, cho nên... Lại thằng Khương nó chặn đường chọc ghẹo con đúng không? Ừ. Mà con không sao đâu, ba đừng có lo cho con. Ảnh không làm gì được con đâu. Ngày mai ba sẽ tìm gặp nó nói chuyện. Ba à, thôi mình bỏ đi. Gia đình của ông ta nổi tiếng giang hồ ở đây. Con không muốn nhà mình dính tới họ. Ba chỉ có mình con à. Nếu mà ai đụng tới một sợi tóc của con, ba sẽ không bỏ qua đâu, cho dù người đó là ai. Ba ạ. Hình như chiều nay có chuyện gì xảy ra với em. Ổn mà. Sao chưa ngủ vậy con? Dạ má ngủ trước đi. Con nhắn tin với bạn con chút xíu con ngủ. Đó là một cô gái phải không? Sao má biết? Má đoán vậy thôi. Dạ, con gái của bác ba. Cổ có cái tên dễ thương lắm á, Trúc Trà. Trúc Trà. Mới gặp mà con thấy cổ dễ gần dễ mến lắm. Cái tên nghe cũng lạ lắm. Nè, có phải cô muốn quay lại vùng đất đó? Ngoài lý do lập nghiệp chính đáng thì cô gái này là một trong những lý do đó phải không? Đúng là không có điều gì qua mắt được má hết. Má của con mà. Thì thú thật là con cũng có chút tình cảm với cổ. Nhưng mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi má. Má hy vọng sẽ có một cái kết đẹp. Dạ, thôi má đi ngủ trước đi. Con cũng phải đi ngủ sớm đi. Dạ, má ngủ ngon. Cô giáo không nên thức khuya quá. Còn vài bài nữa, em chấm xong em đi ngủ. Vậy anh ngủ trước nha. Chúc em ngủ ngon. Alo. Alo. Alo, xin lỗi, alo vậy? Em phải không Chiêu Dương? Chiêu Dương, em đúng không? Là em đây. Sao em có số của anh? Chuyện đó đâu có gì khó. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là anh đã chịu nghe máy của em. Em đang khóc à? Anh vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của em hả? Thú thật là em vẫn còn tác động đến tâm trạng của anh. Cho dù anh đã cố quên, nhưng mà những chuyện trong quá khứ cứ tràn về mỗi khi anh một mình. Anh nhớ nhất là điều gì? Anh vừa nhớ lại chuyến mình đi nghỉ mát ở biển, và lần đầu tiên anh phát hiện ra Niên. Mày mà la một lần nữa, tao sẽ cắt cái lưỡi mày luôn đó. Đừng mà. Chiêu Dương, Chiêu Dương, anh Hiếu ơi, anh còn đó không? Anh đây. Em sao vậy? Anh không biết. Anh không biết là em đã phải trải qua những điều kinh khủng gì đâu. Anh có tưởng tượng thì anh cũng không nghĩ ra đâu. Em đừng có khóc như vậy. Em biết là anh rất sợ phụ nữ khóc mà. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Chiêu Dương, em có nghe nói không? Chiêu Dương, Chiêu Dương, Giỏi. Chào cô giáo. Em mới đi dạy về hả? Dạ. Tưởng đâu là quên mặt anh luôn rồi chứ. Làm gì có. Tại vì em không nghĩ là anh quay trở lại. Anh đã nói quay trở lại là anh quay trở lại mà. Ủa? Ồ, hay nha. Lần đầu tiên mình cũng gặp nhau ở khu đồi trà này. À, lạ nha, lạ nha. Em có thấy lạ không? Phiền anh quá, đã đem hồ sơ qua đây giúp em. Tại vì hồ sơ rất là quan trọng nên không để thư ký đem qua được. Có gì đâu mà phiền. Đây cũng là trách nhiệm của anh mà. Là công việc chung. Cảm ơn anh. Mời cậu. Mời cô. Em đặt ký xong rồi. Anh đem về công ty đóng dấu mộc đỏ, rồi đem qua công ty Thịnh Phát giúp em nha. Anh uống miếng nước đi. Chiêu Dương à, nhìn sắc mặt của em tệ quá. Em có cần anh đưa em đi khám bệnh hay không? Tâm bệnh thì bác sĩ nào mà chữa được hả anh? Chắc tối hôm qua em mất ngủ cho nên thần sắc hơi nhợt nhạt chút. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mà. Anh thấy mắt em đã sưng. Chắc là do em khóc nhiều. Chiêu Dương à, anh có nghe Võ Hiếu đã được thả. Nhưng anh không muốn gặp em. Thử tưởng tượng coi ta, 50-60 năm nữa tự nhiên có hai bà già dắt nhau tới đây. Bà ơi, bà có nhớ cái chỗ này? Chỗ này là chỗ ngày xưa tôi với bà gặp nhau lần đầu á. Ông này hỏi kỳ, sao không nhớ được. Ngày nào cũng dẫn tôi tới đây mà hỏi kiểu đó. Em không ngờ là anh có năng khiếu hài hước như vậy á. Hồi đó chút xíu nữa là anh thi vô trường sân khấu rồi. Vậy sao anh không thi? Trời ơi, nếu anh là diễn viên, em nghĩ là anh sẽ nổi tiếng lắm á. Thôi thôi, thì vụ đó lỡ nổi tiếng rồi làm sao gặp được Trúc Trà. Anh nói thiệt đó, có duyên lắm mới gặp được Trúc Trà, chứ đâu phải ai muốn gặp Trúc Trà cũng được đâu. Ủa, anh được. Anh tới đây làm chi? Bộ gặp tôi anh không vui hả? Anh được, sao anh hỏi gì kỳ vậy? Một mình thằng Khương tôi đã chịu không nổi rồi. Thêm ông này nữa, tôi xếp hàng ở đâu? À, anh Được, bữa nào gặp nhau làm về ly nha, tôi mời. À, không thèm. Kệ ảnh đi, nhìn ảnh vậy thôi chứ ảnh tốt bụng lắm. À, thôi mình về nhà đi, anh cũng muốn qua chào bác ba một tiếng. Dạ. Dạ, con có ít quà biếu bác ba. Trời ơi, rượu Tây hả? Con mua cậu tặng tôi đó hả? Dạ, chai rượu này con được tặng lâu rồi. Tại con thấy rượu ngon nên để dành biếu bác ba. Trời, mắc tiền lắm á. Cảm ơn cậu nghe. Anh nè, em không có thích ba uống rượu. Sao anh đem rượu tặng ba vậy? Cái con nhỏ này, có bao giờ con thấy ba nhậu quắt cần câu chưa hả? Ba chỉ lai ra vài ly thôi, cái gì đâu. Con chỉ sợ ba bệnh thôi. Mới tháng trước ở gần đây nè, có người chết vì bị xơ gan á. Thôi đừng có lộn xộn nữa cô. Cô ra làm sao cô bắt con gà làm vài món đi ha, để tôi đãi khách quý ha. Dạ. Để anh. Anh uống nước nha. Ừ. Uống trà đi cậu. Dạ, con mời bác ba. Vậy là cậu quyết định rồi ha. Dạ, con về dưới bàn bạc với má con. Má con cũng đồng ý rồi. Dự án này con có Hùng với bạn con làm nữa. Cho nên trở lên đây lần này con tính là hoàn tất mọi thủ tục rồi bắt đầu tiến hành luôn bác ba. Tôi không rành chuyện làm ăn lắm. Nhưng mà nếu mà cậu cần giúp cái gì á, cứ nói tôi giúp được tôi giúp cho. Dạ, nha. Vậy thì tốt quá. Ừ. À bác ba. Hả? Chắc con nhờ bác ba kiếm giùm con căn nhà nào gần gần đây để con thuê con ở. Chứ từ đây mà chạy ra thị trấn thuê khách sạn ở xa quá. À, tôi có một người bạn quen ở ngoài thị trấn Plau á. Dạ. Ổng có một căn nhà sàn gỗ đẹp lắm. Dạ. Mà ổng xây lên vậy chứ ổng có ở đâu. Lâu lâu ông về chơi vậy thôi. Dạ. Có gì tôi nói ổng cho nghe. Dạ. Hay quá, con cảm ơn bác ba trước nha. Ừ. Dạ. Uống trà đi. Dạ dạ. Đấy. Dạ. Cậu qua đây coi, bếp núc đầy đủ. Cậu coi coi, có được không? À. Chỗ này đã quá bác ba. Ừ, sao? Cậu ưng ý không? Dạ. Rất là hợp ý con. Ừ. Con cũng đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để làm việc. Ừ. Không ngờ chỗ này quá đẹp. Bác ba. Chủ nhân ngôi nhà này chắc là mắt thẩm mỹ cao lắm ha. Đây nè, chìa khóa nè. Cậu dọn dẹp đi rồi cậu vô ở ha. Dạ. Ừ. Bác ba. Hả? Cho con hỏi đây người ta cho thuê bao nhiêu để con biết con gửi tiền. Trời đất ơi, tôi với lại ông Thành đây á, bạn thân mấy chục năm nay. Tính tình ổng hiền lành phóng khoáng lắm. Ổng nói cậu cứ tới ở đi, ổng không tính toán gì đâu. Không. Cậu không tới ở thì cũng để không đó mà. Thôi bác ba, ở vậy con thấy ngại lắm. Tại chắc con ở đây hơi lâu đó. Đợi xây dựng nhà máy rồi thành lập công ty nữa. Ở không vậy coi sao được. Không sao đâu. Ông bạn tôi ở Sài Gòn á, ít bữa ông về á, có gì tôi nói với ổng gặp cậu bàn sao cũng được ha. Dạ, con cảm ơn bác ba nhiều lắm. Ừ. Rồi cậu tự lo liệu ha. Có cần gì báo tôi biết nha. Dạ, để con sắp xếp ổn định xong á, ngày mai con phải chạy lên Sở Tài nguyên Môi trường để hỏi thuê đất rừng trồng trà. À. Dạ. Để con gọi cho ông bạn con nó mừng. Alo Quý hả? Chuẩn bị lên đường nha. Trên này mọi thứ bắt đầu tạm ổn. Mới tìm được chỗ ở đã lắm. Ờ. Rồi, quyết định vậy nha. Dạ cô chủ. Mọi thứ tôi đã dặn chị mua cho đám giỗ ngày mai chị đã lo hết chưa? Dạ, tôi đã mua đầy đủ theo lời cô dặn hết rồi. Ừ, ngày mai chỉ cần nấu một mâm cơm để cúng thôi. Còn phần đãi khách, tôi đã đặt nhà hàng mang tới rồi. Dạ, cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Còn giấy tiền vàng bạc, Tôi dặn chị mua nhiều. Mua hết chưa? Dạ tôi mua nhiều lắm cô. Dạ tôi bày ở đây một ít nè. Còn số còn lại tôi đã dành cho ngày mai. Ừ thôi được rồi. Chị đi xuống dưới bếp coi làm gì được thì làm đi. Dạ. Má, tâm nguyện của má con cũng đã thực hiện được một phần. Con đã cố gắng giữ gìn và phát triển sự nghiệp của má. Còn số phận của anh Niên không may bị giáng số, đều nằm ngoài tầm tay của con. Thôi thì con sẽ tiếp tục làm từ thiện theo tâm nguyện của má, để má ở dưới suối vàng được toại nguyện. Anh Phong. Ừ, cô Hà. Ngày mai là đám giỗ cô Ngọc rồi. Hà có đi không? Tổng giám đốc có mời, nhưng mà chắc là em không đi được. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Cũng may là có chiêu dương lèo lái, nên Romantic mới đứng vững được tới bây giờ. Cô ấy là một người rất đặc biệt. Dạ. Ừ. Còn anh, nếu như anh không phải là một kẻ nghịch tử thì tôi làm gì có cơ hội để bước vô ngôi nhà này. Thôi thì ông cũng là số mạng. Mặc dầu tôi đã cố gắng níu kéo anh quay trở lại con đường lẽ phải, nhưng mà anh đâu có chịu. Cũng nể cổ quá, con gái nuôi mà lo lắng chu đáo tới như vậy. Ừ đúng rồi đó ông. Cô Dương á thiệt là chu đáo. Dạ. Tôi thấy đám giỗ của chị Bích Ngọc năm nào cũng được làm lớn như vậy. Chắc dưới suối vàng chị Ngọc rất là hài lòng. Dạ với con, má con là ân nhân, là người mà con rất kính trọng. Con chỉ làm trọn bổn phận của một người con thôi. Cô về nha con. Dạ. Ừ. Cũng may á là có cô lo dỗ chạp. Bà Ngọc cũng còn có phước. Dạ. Chứ cứ trông chờ vào thằng con bất hiếu thì vợ cỏ cũng xanh mồ rồi, làm được cái gì. Dạ. Dù gì thằng Niên nó cũng chết rồi, ông để cho nó yên đi. Nhắc tới nó tôi càng thương chị Ngọc. Một người mẹ quá bất hạnh khi mà có đứa con nghiện ngập như vậy. Anh ơi, nè, cậu Niên ơi. Anh ơi, buông ra. Bảo vệ. Nếu má không muốn tôi làm loạn ở đây thì má đưa tiền đây. Tao không có tiền và cũng không muốn đưa cho mày nữa. Má đừng có xạo. Má làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà nói không có tiền hả? Má nên biết má chỉ có thằng con duy nhất là tôi. Bây giờ má thương tiền hay thương thằng con này? Má nói đi. Mày dám mở miệng nói con hả? Đứa con đang hủy hoại đời mình vì giết chết má nó từ ngày chỉ vì ma túy. Bao nhiêu nhà cửa, đất đai, tài sản mày cũng lấy đi bán hết sạch rồi. Tao thì còn gì để đưa cho mày nữa. Má càm ràm hoài à. Má có đưa tiền cho tôi không? Tao không đưa cho mày một xu cũng không đưa. Cái thằng bất hiếu. Nè, bây giờ má có đưa tiền hay không? Nếu bà không đưa tiền tôi với bà sẽ cùng chết, nghe không? Mày muốn chết tao với mày chết chung cũng được. Lôi nó ra ngoài. Chị Bích Ngọc, có sao không chị? Cậu ơi. Anh Điên à, má xin con. Điên à đừng làm vậy. Đừng làm vậy con. Đừng làm vậy. Chị. Cậu ơi cậu. Nếu mà không có gì thằng con bất hiếu đó thì chị Ngọc không ra đi sớm như vậy. Sống chết á, đều có số hết rồi. Giờ mẹ con họ cũng gặp nhau dưới suối vàng rồi, cũng dạng như gọi là đoàn tụ rồi đó. Dạ con cảm ơn mọi người đã đến dự đám giỗ của má con. Ừ. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Ừ. Thôi cô chú về nha. Cô về luôn nha con. Dạ cô chú về. Đi bà. Đi. Dạ chào ông bà. Ừ. Chiêu Dương à, em có cần anh phụ gì không? Cảm ơn anh, không cần đâu. Ở bên nhà hàng họ đã thu dọn hết rồi. Ừ, cũng được. Thôi em về phòng nghỉ đi, anh đi công chuyện đây. Ừ, anh về đi, cảm ơn anh nhiều nha. Ừ, chào em. Dạ bác ba. Trúc trà. Dạ bác ba. Con đưa thằng bạn thân của con lên để giới thiệu với bác ba. Đây là bác ba, người mà tao hay kể với mày đó. Đây là Trúc Trà, con gái bác ba. Dạ còn thằng bạn con nó tên là Kỳ Quý. Dạ. Dạ con chào bác ba. Chào cậu. Dạ em chào anh Quý. Ê hả, Trúc Trà chào mày kìa. Làm gì đứng đơ người đó vậy? Chào Trúc Trà. Bạn anh nói nhát lắm. Gặp mấy cô gái mà xinh đẹp là nó đứng chết chân vậy đó. Cái thằng này. Mày thôi mấy đứa qua anh kia ngồi uống nước rồi nói chuyện đi. Dạ. Đi. Dạ bác ba. Trưa nay mấy đứa ở lại ăn cơm với gia đình luôn nha. Dạ tụi con không từ chối đâu, chỉ sợ là bác có ngày chủ nhật mà tụi con làm phiền bác với Trúc Trà quá. Dạ có phiền gì đâu anh Hiếu, nhà em chỉ có cơm với rau à, có gì đâu mà phiền. Nói chơi vậy thôi chứ đây là khách quý của gia đình. Con chạy ra làm sao bắt con gà luộc lá chanh để ba đãi mấy cậu đây ha. Dạ em bắt nước sôi đi, còn mần gà để anh. Dạ. Bác ba hả? Con với bạn con tính hết rồi. Bữa nay lên đây tính nhờ bác ba đưa tụi con tới đó coi đất. Nếu mà được á thì tụi con đặt cọc rồi làm giấy tờ luôn. Cậu nhắc vụ đất tôi mới nhớ. Có một nhà máy trà đang sản xuất, nhưng mà bây giờ á người ta muốn sang nhượng lại. Tôi sẽ dẫn hai cậu đến cái nhà máy đó để coi. Nếu đồng ý mình sang lại, đỡ tốn thời gian, đỡ tốn kém nữa, đúng không? Ê cái này được nè. Bác ba hay quá. Như vậy thì tao với mày cũng đỡ tốn một số vốn phải bỏ ra trong thời gian ban đầu rồi. Bác ba, vậy mai á con với thằng Hiếu lấy xe qua đưa bác ba coi nhà máy đó như thế nào ha. Vậy đi ha. Dạ. Hay quá. Thôi mày ngồi nói chuyện với bác ba nha. Đi đâu hả? Tao chạy ra làm sao phụ Trúc Trà. Nói chuyện đi. Dạ bác ba. Đi đi con. Uống trà đi cậu. Dạ. Dạ cảm ơn bác ba. Bác ba. Sao? Cái vụ sang nhượng bác ba nói của cái nhà máy đó đó, con không biết là ở trên phường á, thủ tục hành chánh, giấy tờ sang nhượng á, có phức tạp không? Cái vụ này tôi không rành lắm. Có gì ngày mai tôi dẫn mấy cậu lên xã hỏi người ta chỉ dẫn cho ha. Dạ. Má, hôm nay là ngày giỗ của má, sao má lại bỏ con đi sớm vậy má? Nếu như má còn sống thì con đã không lạc lối giống như bây giờ. Con cần má. Con cần một người yêu thương con thật sự. Con cần cô má lắm má ơi. Sao má bỏ con đi sớm vậy má? Con nhớ má lắm. Bà mất cũng đã lâu rồi, mà sao đám giỗ nào cô cũng khóc nhiều như vậy? Mà nghe nói cổ chỉ là con nuôi thôi mà. Những người yêu thương con thật lòng, sao họ lại bỏ con đi hết vậy má? Má làm ở dưới quê, rồi tới má. Bây giờ ngay cả anh Hiếu cũng bỏ con mà đi. Con biết sống làm sao đây hả má? Má cho con biết đi. Tại sao vậy má? Alo, tôi nghe đây. Chị ơi, tôi muốn gặp chị để báo về thông tin mà người chị muốn điều tra. Thôi được rồi, tôi sẽ tới liền. Ok chị. Không dễ để mà có được như ngày hôm nay. Làm chủ bản thân, làm chủ mọi người, làm chủ tình cảm. Tôi đã đánh đổi quá nhiều. Tôi sẽ không cho phép ai lấy đi những gì mà tôi đã có. Đây là tất cả những thông tin mà chị yêu cầu chúng tôi điều tra. Theo tôi biết là anh ta đang làm một việc gì đó có liên quan tới trà. Anh ấy làm gì dùng đất này vậy? Vậy chị có cần chúng tôi theo dõi người này nữa không? Có muốn điều tra thêm anh ta làm gì ở đây? Không cần đâu. Anh chỉ cần cung cấp địa chỉ nơi này cho tôi là được rồi. Đây, tù lao của anh. Cảm ơn chị. Được rồi, có gì tôi gọi chị sau. Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm, đã tạo điều kiện cho tụi con khởi nghiệp ở vùng đất này. Rất hoan nghênh sự có mặt của các bạn trong dự án nhà máy sản xuất trà. Chính vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để cho hai cậu có thể hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý. Dạ. Tụi con từ xa tới đây lập nghiệp nên rất là mong mấy chú bên chính quyền với lại bà con ở đây ủng hộ tụi con. Có gì nhờ chú có thể hướng dẫn cho tụi con hoàn thành sớm thủ tục này nha chú. Dự án của các cậu rất tốt, tôi xem qua rất là ưng ý. Người nông dân ở đây lại có thêm cơ hội bán được sản phẩm của mình cho nhà máy. Nguyên liệu ở vùng này rất dồi dào. Các cậu cứ yên tâm, không phải lo lắng gì trong sản xuất. Dạ. Dạ thưa chú quan tâm tới dự án của tụi con á, tụi con mừng lắm. Nhưng mà con có nghe nói ở khu vực này có rất nhiều nhóm thu mua trà cạnh tranh không lành mạnh. Điều đó có thật không chú? Có, tôi có nghe nói. Nhưng mà trước kia kìa, thu mua chủ lực hiện nay là ông Duy Kha. Còn lại á, là một vài nhóm nhỏ thu mua tại những xưởng sơ chế trà thô. Dạ. Thực ra trước khi quyết định xây dựng nhà máy, tụi con cũng đã nghĩ đến chuyện cạnh tranh công bằng, đem lại cơ hội cho bà con nông dân được bán trà trực tiếp cho nhà máy, để bà con có thêm sự lựa chọn mà không bị ép giá. Tôi rất cảm kích vì có những thanh niên có suy nghĩ như cậu. Đây là tin vui cho bà con ở đây. Dạ. Xe tôi nói phải không? Bây giờ về báo cho Duy Khương biết, còn là tính sao? Duy Dương gọi tôi. Tôi có công việc phải đi xa vài ngày. Chị thay tôi kiểm tra và báo cáo công việc qua mail thường xuyên cho tôi nha. Dạ thưa Tổng Giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ báo cáo hàng ngày công việc cho cô. Mọi vấn đề chị cứ tự xử lý đi. Có gì nghiêm trọng thì hãy gọi cho tôi. Dạ tôi biết rồi. Bây giờ tôi có việc phải qua kế toán một chút. Dạ. Ủa, anh cũng tới gặp Tổng Giám đốc phải không? Đúng rồi. Không biết là có chuyện gì nhưng mà gọi lên gấp. Em nghe nói là Tổng Giám đốc sắp đi du lịch đó. Du lịch hả? Công việc đang bận rộn, tại sao lại đi du lịch? Tôi cũng không rõ nữa. Cổ gọi tôi lên dặn dò quản lý công việc của Romantic 1 và 2 và báo cáo hàng ngày cho cổ. Anh Phong, mời anh ngồi. Vậy là yên tâm rồi ha. Cũng không ngờ là mọi chuyện thuận lợi đến như vậy. Mấy anh chính quyền ở đây cũng dễ thương ha. Dù đương nhiệm là cán bộ, nhưng mà cái chất nông dân chân chất á, vẫn mang đậm trong cái cách ứng xử. Họ thật sự dễ mến hả? Coi bộ mình còn nhờ vả canh đó nhiều đó. Mọi việc coi như tạm ổn. Công việc mình cứ chạy đều đều như vậy á, một sớm một chiều mình sẽ chạm tới đích. Mọi việc mà em đã nhờ anh cố gắng làm tốt nha. Đương nhiên, việc mà Tổng Giám đốc giao, anh đâu dám lơ là. Anh Phong, hả? Em có việc đi vắng vài hôm, anh là người em tin tưởng nhất, nên em nhờ anh quán xuyến công việc ở những hạng mục quan trọng nhất công ty đó. Chị Dương à, em đi du lịch hay là đi công việc riêng? Cả hai. Vậy chuyện của em với Võ Hiếu sao rồi? Hai người có hàn gắn với nhau chưa? Nếu có duyên thì chắc chắn là sẽ hợp mà. Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Anh thấy Võ Hiếu rất là dứt khoát. Anh nghĩ là cậu ấy không thay đổi đâu. Muốn thay đổi một con người không phải dễ đâu. Nhưng mà muốn em bỏ cuộc thì càng khó. Yêu một người đã khó, mong mọi người đó đáp lại tình yêu của mình càng không phải dễ. Chữ yêu rất khó giải thích bởi hai từ tại sao. Nhưng mà luôn sẽ có lý lẽ riêng của trái tim dẫn đường. Thôi bây giờ em phải đi rồi. Mong là ở nhà mọi việc suôn sẻ. Chúc em thượng lộ bình an. Cảm ơn anh. Em đi nha. Bây giờ tụi mình sẽ đón lỏng tụi nó ở đây. Lần này mày muốn xử sao? Cảnh cáo hay hút xác tụi nó? Chỉ cần đại ca gật đầu, tụi em tiễn nó vô quan tài luôn. Mày động não giùm ta một chút đi. Sao mày ngu quá vậy? Bây giờ giết người rồi vô trọng ngồi gỡ lịch để biết chừng nào mày ra hả? Bây giờ tao chỉ yêu cầu là tụi bay hù nó, tụi bay cảnh cáo nó làm sao cho nó sợ, nó bỏ cái xứ này nó về Sài Gòn là được. Ok. Ừ, mày nói đúng đó. Nhưng mà tao nhắc mày nè, thằng đó nó có nghề. Nhóm tụi mình đụng vô mấy lần toàn thua không à. Bây giờ có thêm thằng bạn của nó nữa, mày tính cho kỹ à. Nhưng mà tính như thế nào đi chăng nữa, đã là anh em, tao dẫn theo mày. Mày sợ cái gì? Tụi mình có 1, 2, 3, 4, có hàng trên xe, còn sợ cái gì nữa? Ừ, mày nữa chi? Tao nữa là 5, sợ cái gì? Thôi, tụi bay đừng có chủ quan. Thằng Tần nó nói đúng đó. Chuẩn bị đi. Đi. Vậy hả con? Dạ. Mọi việc tốt là mừng rồi. Con cũng mừng quá má ơi. Ba và ông nội nó phù hộ con đó. Dạ. Hiếu nè. Dạ. Má vừa chuyển vô tài khoản của con số tiền bán đất mà người ta trồng đợt 2 đó con. Dạ con cảm ơn má. Sử dụng đi con. Dạ. Chừng nào thiếu á, má đưa vàng cho con tiếp nha. Dạ. Con sẽ cố gắng không phụ lòng má đâu. Cái gì vậy? Chị má. Cái gì vậy? Mất. Dạ. Hả? Cái gì? Cái gì vậy? Dạ. Má con kiếm con. Bà ba đừng có nói là thấy con trốn qua đây nha. Trời ơi. Ôi dạ. Nghĩ sao vậy? Cũng như không à. Che cái đầu ló cái chân. Ủa dạ hả? Vậy con trốn nha. Có chuyện gì mà con nghe la ồn ào vậy má? Không biết nó làm cái gì mà cô hai con xách cái chổi rượt nó vòng vòng nữa nè. Trời đất ơi, ông nội này già đầu rồi mà cứ suốt ngày chọc cô hai hoài à. Thôi để con coi trên này có việc gì, bắt ông lên đây làm cho rồi. Để cô hai la hoài mệt quá. Phải đó con. Con coi có việc gì á, kéo nó lên đó mà làm. Ở đây nó cứ lòng vòng hoài, tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè rồi đề đốm suốt ngày. Tội nghiệp cho cô hai con. Nữa. Cái gì chị hai? Mà có thấy Út Bon nó chạy qua đây không vậy? Không có. Tôi thấy nó chạy qua hướng này rõ ràng mà. Út Bon, mày đâu rồi Út Bon ơi? Út Bon, Mót à, tôi thấy nó chạy về hướng này rõ ràng mà. Mới đây mà nó đâu rồi? Hai, nó phạm tội gì với hai mà hai đằng sát khí vậy? Vậy chứ mày nghĩ coi nè. Tức không? Hôm qua tôi lấy chiếc nhẫn chỉ tôi đeo á, tôi đi đám cưới, về tôi để trên đầu tủ chưa kịp cất nữa, nó dám ăn cắp của tôi, nó đi đánh đề đó. Mà coi coi. Trời ơi, con không có ăn cắp. Má đừng có vu oan cho con. Mày còn dám chối nữa hả? Nhà có hai mẹ con à, mày không lấy thì ai lấy? Mày coi nhiêu tiền á, mày trả lại cho tao. Lẹ lên. Trời đất ơi. Trả lại cho tao Út Mót à. Trả lại cho tao. Hả? Trả cho tao. Má này kỳ quá. Đồ chết dịch hả? Trả cho tao không? Trời, cái thằng này thiệt tình. Đã trốn thì trốn luôn đi, nhiều chuyện quá. Ê trời ơi, nãy giờ chưa tắt máy nữa. Hiếu, con còn đó không con? Dạ con nghe nè má. Nè, hồi nãy giờ con nghe hết sự việc rồi đó. Nó quậy điều đó làm sao con hai con chịu nổi đây. Con, dạ. Bây giờ má đang bận việc, có gì tối má gọi cho con nha. Dạ rồi con biết rồi. Dạ con chào má. Vụ gì vậy? Mốt Mót dưới quê suốt ngày cứ chồng cô hai hoài. Trời. Ê hả? Phải trút trà không? Cổ chứ ai. Chạy lên. Trúc trà. Ủa? Em mới đi dạy về hả? Dạ, em mới đi dạy về. Chào Trúc Trà. Dạ. Để tụi anh tiêm về nha. Thôi em đi một mình được mà. Thôi để anh đưa em về. Với lại anh cũng muốn ghé báo cáo tình hình công việc với bác ba một chút. Ê còn sớm mà, ghé bác ba chơi chút về. Trúc Trà đồng ý thì tụi anh qua nhà chơi nghe. Dạ. Đây đưa anh chở cho. Giờ này chưa tới nữa. Ê, nó tới kìa. Đâu, chơi nó. Chơi. Khoan đã. Cái gì vậy? Đi vô. Vô cái gì? Vô sao? Sao vô? Vô. Sao vậy? Dậy lên. Sao vậy? Dạ? Hình như tao thấy có trúc trà đi theo. Kệ nó đi. Cho nó cho tao. Đúng rồi đó. Kệ nó. Kiểm đi. Tụi bay ngu vừa phải thôi. Tụi đang cô gái, tao đang cô trúc trà mà. Bây giờ tao đang lấy điểm mà tao quýnh lộn trước mặt trúc trà. Chẳng khác nào tao tự rớt đài hả? Đại ca nó đúng. Cô gái là chuyện quan trọng, đánh nhau là chuyện phụ thôi. Lần sau tụi mình xốp nó cũng được. Thôi dẹp đồ hết đi. Dạ. Lên. Đánh xe tụi bay. Tao thề là tao không đội trời chung với thằng này. Được, coi như hôm nay mày gặp mai, lần sau mày chết mày với tao. Đứng chờ một tiếng mấy đồng hồ mà cho nó đi qua dễ dàng vậy hả mày? Lần sau tao không đi với mày nữa nha. Tụi bay đừng có làm mềm nữa được không? Nay tao bộ cho tụi bay một chậu bia ôm. Được, ok. À, đi đi. Sao một cuộc đời tao nó xui mà nó đen. Buồn quá. Mày á, trên cái gì? Nhà thì giàu nhất vùng, có người cha uy quyền lộng lẫy, muốn cái gì được cái đó, mà cứ kêu ca hoài. Đúng là từ trước tới giờ thằng Duy Khương muốn cái gì là phải có cái đó. Nhưng mà chưa đủ. Có một thứ tao cần nhưng vẫn chưa đạt được. Đúng Khương. Tao có thể đọc được suy nghĩ của mày ngay lúc này. Điều mà mày cần ngay tại bây giờ chính là sự hồi đáp tình yêu của cô giáo Trúc Trà. Mày biết câu trả lời rồi mà. Mày hỏi chi? Giờ tao thấy mày hơi bị mệt đó. Con nhỏ Trúc Trà đó thích cái thằng xì phố hơn mày. Mày vừa mới nói gì vậy hả? Thích thằng xì phố hơn tao. Mày tỉnh đi. Tao nói cho mày biết, thằng Duy Khương này đã muốn cái gì thì không có ai có thể giành được. Mày hiểu chưa? Nè, thằng đó sớm muộn gì nó cũng biết tay tao. Dám giận mặt với tao hả? Ê, cười đâu mà đẹp quá mày. Rồi, nhậu đi. Gặp gái là tùm tướp rồi. Ê, công nhận, siêu mẫu, siêu xe, đúng là siêu sang. Ai đẹp dữ vậy? Em ơi, em muốn gì ạ? Dạ, ngậm cái miệng mày vô. Đợi chị chút nha. Thấy gái là chạy nước miếng rồi. Nhậu tiếp đi. Nè, làm ơn mày đừng có dòm gái nữa được không? Nhậu vô. Công nhận nhỏ này đẹp thiệt, như diễn viên Hàn Quốc. Mày lớn già cả đầu còn coi ba cái phim Hàn Quốc nữa hả? Đúng là trẻ trâu. Đẹp như diễn viên phim Mỹ. Phim Mỹ chỉ dành cho những người luống tuổi. Ok. Hai đứa bay thấy gái là sáng con mắt lên là sao? Hả? Tao nói cho mày nghe, nó mê gái thì còn đỡ, chứ mà nó quay qua mê tao á. Đừng có nói tào la giùm tao một cái. Chị nhậu tiếp không? Không nhậu đi về. Nhậu. Chị ơi tính tiền. Vô. Chị ra liền. Bao nhiêu vậy chị? Của em tổng cộng hết thảy là 30.000. Em gửi. Cảm ơn em. Ê, tập trung. Chị ơi chị, chị em xin tiền mua thuốc cho chị. Cái gì vậy? Mua ra coi chị. Ê, cái gì? Cái kìa. Tiền mua thuốc cho chị. Tôi không có dư tiền cho mấy người đâu. Hả? Chị tránh ra đi. Đi mà chị, anh năn nỉ chị vậy. Tôi không có tiền, đi đi. Cái thằng này giỡn mặt với tao. Cái gì chị vậy? Chị, em năn nỉ em xin chị luôn á chị. Cho em tiền mua thuốc đi chị. Ê, mày dám giở trò với bạn của tao hả mày? Điên mày, điên. Giỡn mặt cho tao hả mày? Em, người đẹp có sao không? Tôi không sao. Nó có làm dơ xê người đẹp không? Cảm ơn nhiều nha. Không sao, bình thường thôi mà. Tôi ghét con nghiện lắm. Tại sao tụi nó không chết hết để cho đỡ chật đất? Mấy cái thứ này sớm muộn gì cũng chết à, đừng lo. Cảm ơn anh. Mày thấy không? Nó nói anh em tụi mình mê gái, mà nó còn mê gái hơn mình nữa kìa. Mày xích lại đây. Hả? Mày chơi với bạn mà không hiểu tính bạn. Nó là gì, thuộc tiếp gì, thích thể hiện. Mày nhìn đi. Thấy chưa? Thích hiện đang tới kìa. Ê, gì? Hình như tao thấy là hai đứa bay đang nói xấu về tao đúng không? Ê. Lúc nãy á, tao thấy được hành động của một người cực kỳ ga lăng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Xin mời anh hùng ngồi. À, thằng bay chỉ giỏi nịnh. Vô. Thôi vô. 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 Không vì cái thằng nghiện chết tiệt kia, em giờ đã là vợ của anh rồi, đâu cần phải tốn công tìm kiếm